khởi tố đối tượng sát hại cô gái trong phòng trọ ngày mùng 7 Tết. Chồng hành hung vợ tử vong tại phòng ngủ. Cháy lớn tại vườn quốc gia Hoàng Liên, huy động gần 450 người dập lửa. Ba quần inox nặng hàng tấn rơi xuống đường, đe trúng ô tô ở Hà Nội. Tiền Giang tóm gọn hai tên cướp tài sản đang tẩu thoát trên quốc lộ 1. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube báo điện tử VOV của chúng tôi. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất, nghi phạm sát hại cô gái trẻ sinh năm 2001 rồi giấu trong phòng một căn chung cư mini ở Hà Nội vừa bị khởi tố. Ngày 20 tháng 2, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đã khởi tố bị can đối với HMH, sinh năm 2004, quê Bắc Giang, về tội giết người và cướp tài sản. H là nghi phạm sát hại chị L, sinh năm 2003, quê Thanh Hóa, trú ở Nam Từ Liêm, Hà Nội vào ngày mùng 7 Tết. Trước đó, cơ quan chức năng nhận thông tin của gia đình nạn nhân về việc gia đình không liên lạc lại được với chị L từ 15 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2024, tức mùng 7 Tết Giáp Thìn. Căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo đăng tải thông tin truy tìm người mất tích trên trang Facebook Công an thành phố để hỗ trợ gia đình tìm kiếm, đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tập trung giả soát, tổ chức xác minh truy tìm chị L. Đến khoảng 12 giờ 30 phút chiều ngày 19 tháng 2 năm 2024, Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng công an thành phố đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị L là HMH và phát hiện chị L tại một khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ án mạng nghiêm trọng, xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Bởi không chỉ làm chủ được hành vi, vì một phút nóng giận, các đối tượng đã ra tay với chính người thân của mình. Điển hình như mới đây tại Bắc Giang, một đối tượng sát hại vợ tử vong khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng. Sau khi gây án, đối tượng dùng dao tự chấm dứt cuộc sống nhưng bất thành. Ngày 20 tháng 2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ Trương Đình Thành, 45 tuổi, trú ở xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, để điều tra về hành vi sát hại vợ. Theo cơ quan chức năng, Thành kết hôn với chị Nguyễn Thị Hát, 43 tuổi, từ năm 1999. Gần đây, hai người nảy sinh mâu thuẫn tình cảm. Khoảng 1 giờ ngày 19 tháng 2, tại phòng ngủ, Thành sát hại vợ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng tự chấm dứt cuộc sống nhưng bất thành. Giáng sáng cùng ngày, vụ việc được bà Luyện Thị Hiền, mẹ Thành phát hiện, trình báo cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện Yên Dũng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Chuyển sang phần thông tin đáng chú ý khác, mới đây lực lượng công an của tỉnh Tiền Giang vừa tiến hành truy bắt, tóm gọn hai đối tượng cướp tài sản từ tỉnh Lân Cận đang chạy trốn trên quốc lộ 1 theo thông tin ban đầu cho biết sau khi nhận thông báo về vụ cướp và sự hỗ trợ của công an tỉnh long an đầu giờ chiều ngày 20 tháng 2, công an xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tuần tra phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên quốc lộ 1 thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. Lực lượng công an đã áp sát và tóm gọn hai tên cướp này. Qua xác minh của cơ quan công an, hai đối tượng cướp tài sản có tên Phan Đức Phú sinh năm 1979, ngụ Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và Nguyễn Rô Đùm sinh năm 1978, ngụ Sa Đéc, Đồng Tháp. Khám xét tăng vật thu giữ trên người đối tượng có hai đoạn dây chuyền vàng, một đoạn phá khóa, một ná thun, một cây xâm gạo. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ. Theo thông tin mới nhất, khoảng gần 500 người đã được huy động tham gia dập lửa cháy lớn trên rừng thuộc địa phận quản lý của phường quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Ngọn lửa được phát hiện bùng phát tại khu vực Nà Háng, thôn Xéo Mí Tỷ, xã Tả van thị xã Sapa vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 19 tháng 2, sau đó lan rộng ra nhiều điểm. Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng tại chỗ đã tích cực tham gia dập lửa. Sau đó, chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng liên tục chi viện quân số hỗ trợ cứu hỏa xuyên đêm. Tuy nhiên do thời tiết nóng, độ ẩm thấp cộng với gió lớn, vị trí cháy xảy ra ở độ cao 1.900 m so với mực nước biển gây khó khăn cho các lực lượng. Đến sáng ngày 20 tháng 2, tổng cộng đã vào gần 500 người tham gia cứu hỏa, đã có hai điểm cháy cơ bản được khống chế. Tiếp tục bố trí lực lượng canh giữ, tránh bùng phát trở lại. Còn một điểm cháy khu vực nà háng, hướng đi thôn Dền Thàng, xã Tả Van vẫn cháy lớn, hàng trăm người tiếp tục tìm cách tiếp cận xử lý. Ước tổng diện tích các đám cháy vào khoảng 25 hecta. lãnh đạo Tri Cục Kiểm Lâm tỉnh Lào Cai cho hay khu vực cháy là rừng trồng bãi cỏ, lực lượng chức năng đang khẩn trương khoanh vùng để đám cháy không lan rộng vào rừng già, rừng tự nhiên. Được biết, khu vực này đã từng xảy ra cháy vào năm 2012. Thưa quý vị, mới đây khi đang lưu thông qua đường Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội, một ô tô đầu kéo bất ngờ làm rơi ba cuộn nông nặng hàng tấn xuống đường. Vụ việc khiến cho một ô tô bị hư hỏng phần đầu. Sáng ngày 20 tháng 2, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ xe ô tô đầu kéo làm rơi 3 cuộn inox xuống đường không gây thiệt hại về người. Theo đó, hồi 22 giờ 45 phút ngày 19 tháng 2, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 15C 097XX kéo theo rơ móc 15R066XX do tài xế VQH, sinh năm 1979, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng điều khiển, đang chở 4 cuộn inox, loại 1,5 x 1,5m, lưu thông qua nút giao Phạm Hùng Trần Duy Hưng, Đại Lộ Thăng Long. Vào thời điểm này, bất ngờ 3 cuộn inox trên xe lăn xuống đường và va vào xe 30H316XX do ông NDT, sinh năm 1963, trú tại Hà Nội điều khiển và chạm với cuộn inox khiến đầu xe con bị hư hỏng, móp méo, đèn pha vỡ. Ba cuộn inox nằm ngổn ngang giữa đường khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải dựng rào chắn để các phương tiện lưu thông qua đảm bảo an toàn. Cũng theo đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, ngay sau vụ tai nạn, đơn vị đã kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với cả hai tài xế nhưng không phát hiện vi phạm. Hiện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, lễ hội Đền Huyền Trân là nơi người dân Cố Đô Huế bày tỏ lòng biết ơn đến người đã mở mang bờ cõi nước nhà, công chúa Huyền Trân. Đây là một trong những nét đẹp văn hóa được tổ chức vào ngày mùng 8 và mùng 9 tháng riêng hàng năm. Lễ hội Đền Huyền Trân diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân ở địa chỉ số 151, đường Thiên Thai, phường An Tây, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15 km. Mở đầu của lễ hội Đền Huyền Trân là chương trình nghệ thuật sử thi, tái hiện lại lúc công chúa Huyền Trân chấp nhận gả cho sứ Chiêm Thành để được mở mang bờ cõi nước nhà. Huyền Trân công chúa là con gái vua Trần Nhân Tông với bảo thánh hoàng hậu họ Trần, là em gái vua Trần Anh Tông, là công chúa trong hoàng tộc xinh đẹp, dịu dàng của triều Trần. Huyền Trân công chúa đã hy sinh hạnh phúc của mình vì sự nghiệp của đất nước, đem về cho Đại Việt vùng đất châu Âu, châu Lý, sau đó được vua Trần Anh Tông đổi thành Thuận Châu và Hóa Châu sau này hai châu được gộp lại thành phủ thuận hóa sau chương trình nghệ thuật là nghi thức đánh trống khai hội đền huyền trân của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế hoạt động dân hương tưởng nhớ công chúa huyền trân phật hoàng trần nhân tông và những vị tiền bối đi trước để tỏ lòng thành kính và biết ơn công lao trong việc mở rộng bờ cõi giang sơn lễ hội đền huyền trân diễn ra trong dịp đầu xuân đã thu hút đông đảo du khách và người dân tham dự tại lễ hội đền huyền trân sau khi thắp hương cầu nguyện công chúa huyền trân và các bậc công thần khai quốc du khách và người dân có thể chinh phục 246 bậc cấp lên đỉnh núi Ngũ Phong đến với tháp chuông Hòa Bình ở độ cao 108 m. Lễ hội đền Huyền Trân công chúa còn diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian như biểu diễn ca Huế, bài tròi, trình diễn áo dài, thư pháp, võ thuật mang đến cho du khách và người dân không khí vui tươi nhộn nhịp trong những ngày đầu năm mới giáp thìn. Lễ hội Đền Huyền Trân Công Chúa là nét đẹp văn hóa tâm linh, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đối với các vị tiền bối đi trước, đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi nước nhà. Đây được xem là một trong những lễ hội trọng đại đối với người dân Thừa Thiên Huế. Cứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, các đô vật lại về sới vật Làng Sình, xã Phú Mậu, thành phố Huế để tranh tài tại hội vật lâu đời bậc nhất của đô Huế. Ngày 19 tháng 2, hàng nghìn lượt người đã tìm về thôn Lại Ân, tên nôm là Làng Sình, xã Phú Mậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, để tham dự lễ hội vật truyền thống đầu xuân. Đây cũng là hội vật được đánh giá là lâu đời bậc nhất ở cố đô Huế. Sau tiếng trống khai hội, các đô vật đã biểu diễn những thế vật đẹp, tiếp đến là các đô vật lứa tuổi thiếu niên, thanh thiếu niên tham gia tranh tài các đô vật lên sới đấu không nhất thiết phải là người địa phương mà bất kỳ người dân hoặc du khách nào cũng có thể đăng ký tham gia. Năm nay, sới vật làng sinh diễn ra hào hứng sôi nổi suốt cả ngày. Đến nay, hội vật làng sinh đã có lịch sử hơn 400 năm tồn tại và phát triển. Từ khởi thủy, người dân tổ chức hội vật để giải trí đầu xuân và tuyển chọn võ sĩ khỏe mạnh cho triều đình lúc bấy giờ. Vật võ, Làng Sình đã trở thành môn thể thao truyền thống, người dân làng Sình dù có làm ăn sinh sống ở đâu, những ngày vui Tết đón xuân họ cũng quay về làng để tham gia hội vật. Vật làng Sình được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Theo sử sách, đây là địa điểm để xây dựng những trại đóng tàu thuyền, trường huấn luyện thủy quân, bộ binh tinh nhuệ để chống giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn đất nước các đô vật tại hội vật làng sinh thường được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, tất cả các vận động viên thanh thiếu niên có sức khỏe, có phong cách đạo đức tốt. Ngoài ra để đảm bảo tính công bằng thì các đô vật là vận động viên thuộc cấp kiện tướng cấp 1, những đô vật đạt huy chương ở giải thi đấu của cấp quốc gia trở lên thì không được tham gia thi đấu. Theo điều lệ của ban tổ chức thì đô vật thắng tuyệt đối khi làm cho đối phương ngã ngửa, lấm lưng, trắng bụng. Các đấu vật thi đấu loại trực tiếp đô thủ muốn vào vòng bán kết chung kết phải giành chiến thắng liên tiếp trước ít nhất hai đối thủ vì chú trọng tinh thần thượng võ nên tại hội vật làng sinh những đòn nguy hiểm như bẻ vặn khóa trái khớp tấn công vào yết hầu mắt đều bị cấm ngoài giải trò chức vô địch làng còn trao thưởng cho tất cả đô vật tham gia tranh tài không đề cao việc thắng thua cứ đến ngày làng sinh mở hội vật người dân khắp nơi tới tham gia rất đông đây là cách hiệu quả để gìn giữ nét văn hóa truyền thống bởi chính người dân là chủ thể tham gia bảo tồn lễ hội này. Ngoài các đô vật nam, hội vật làng sinh còn có sự tham gia của các đô vật nữ với những đòn thế đẹp không kém nam giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trên kênh youtube báo điện tử VOV. Nếu yêu thích chương trình, xin mời quý vị hãy ấn like, đăng ký kênh, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!